Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàn lưu hậu bão số 2 đã gây mưa rất lớn ở miền Bắc. Tính đến trưa nay đã ghi nhận 4 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 5 người mất tích do mưa lũ, cùng hàng loạt tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Đây mới chỉ là những thống kê ban đầu. Chỉ riêng tại thủ đô Hà Nội, lượng mưa trong ngày hôm qua có nơi đã lên tới là 400mm. Nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập nặng, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Cá biệt như là ở Thanh Trì, Hà Nội, hầm của một chung cư mini đã bị ngập khiến hàng chục chiếc xe máy chìm trong biển nước. Hay là tại Quốc Oai, mưa lớn đã khiến đất đá bờ nhão, một căn biệt thự rung lắc và đổ sập vào rạng sáng nay. Rất may là không có thiệt hại về người. Trong đêm nay, vùng xoáy thấp suy yếu từ bão số 2 vẫn di chuyển sang phía Tây và yếu dần. Vì thế, vùng mưa sẽ dịch chuyển hẳn sang phía Tây. Các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình trở sang khu vực Sơn La, Điện Biên, Lai Châu là những vùng mà có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to. Với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai sẽ phổ biến là từ 20 đến 50 mm. Trong đó thì tại khu vực phía Nam của tỉnh Điện Biên, khu vực tỉnh Sơn La, khu vực phía Tây của tỉnh Hòa Bình sẽ là những vùng núi có khả năng xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm và có nơi là trên 150 mm. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đêm nay còn có mưa rải rác, ngày mai thì mưa sẽ giảm. Về nhiệt độ, Đông Bắc Bộ trời chuyển nắng nhẹ trở lại, mức nhiệt ngày mai tăng lên ngưỡng 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày mai thì trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nhiệt độ cao 28 cho tới 31 độ. Với miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn là hai khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai có khả năng xuất hiện mưa to, tập trung nhiều là ở các huyện phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An. Sang ngày mai thì giảm mưa và có nắng, nhiệt độ theo đó cũng tăng dần. Sau bão số 2, mưa ở khu vực Tây Nguyên cũng như Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, tuy nhiên số điểm mưa to giảm hẳn. Còn trong ngày thì Nam Bộ và Tây Nguyên mây nhiều, nắng yếu. Mức nhiệt trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ sẽ dao động từ 31 đến 33 độ. Trên biển, trên hầu khắp Biển Đông, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam tại các vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có cường độ khoảng cấp 5, ở phía Đông cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, đêm nay và ngày mai gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, biển động. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.